Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Ta đơ. Thì dạo gần đây mình để ý rằng là các bạn rất là ít like video ủng hộ cho mình luôn. Mình khá là buồn bởi vì các bạn không like ủng hộ cho mình. Cho nên mình mong rằng các bạn hãy like cái video này để ủng hộ cho mình. Cái video này đạt lên được khoảng 10.000 like nha anh em. Bởi vì lâu lắm rồi mình chưa đạt được con số 10.000 like. Ui, mấy bạn ơi, mình mới thấy con gì bên kia thì phải. Oh my god. Ủa cái này là cái skin của cái con hề mà skin mới ở trong mini world mà ta. Sao mà nó lại xuất hiện trong đây nhờ. Squad the hair để mình lại gần mình xem thử coi. Ui, xịn nha. Ui, ui, xịn vãi nồi. Ê, ui, nó quấn mình. Ui, cái gì vậy, what the hell. À, chắc là con này là xếp trong là lại quái vật mấy bạn ơi. Nó quấn mình. Mày hay mày. Ok, rồi bây giờ mình nghĩ là mình phải giết nó luôn rồi chứ. Thôi để nó quấn mình là mình chết đấy. Ui, mày hay mày. Rồi, mình đã giết được nó rồi. Ui, nó rơi ra gì đây. What. Cái này cục gì đây? Để xem coi. Khói teo nhỏ là gì trời? What the hell? Ơi tính ra nha, là dạo gần đây mình để ý là cái vùng đất chết của mình là xuất hiện hơi bị nhiều quái vật cả nha. Mà tự nhiên giờ lại xuất hiện thêm con hề. Giết nó xong nó rơi ra cái khói teo nhỏ là cái khói gì nè. Đó, thì mình cũng không biết nữa. Nói chung là coi bộ là cái vùng đất chết này càng lúc nó càng update nhiều thứ hay đó. Nhưng mà cái bánh teo nhỏ này là gì ta? Ăn được không ta? Ui ăn được. Ok rồi, để mình ăn thử nha. Rồi, để ăn thử coi. Ok. Có gì không? Có bị teo nhỏ không? Ủa tính ra có bị gì đâu ta? Sao nó ghi là bánh teo nhỏ? Mình ăn vô mình thấy mình có bị gì đâu nha. Ôi, dăm ba mấy cái bánh tầm xàm. Phải đi ngủ sớm không thôi, quái vật nó xuất hiện nữa là chết đấy. Ok, ngủ được rồi. Rồi ok, bây giờ mình nghĩ là mình... Ủa, what the hell? What the hell? Ôi trời, mấy bạn nhìn mình nè. Trời ơi, mình bị teo nhỏ. Nhỏ như hạt đậu luôn các bạn ơi. Ôi vãi nồi. Mình không có to bằng một cây đuốc luôn các bạn ơi. Cây đuốc nó còn to hơn mình nữa nè. Ôi. Ôi, vậy là cái bánh teo nhỏ hồi nãy là nó teo nhỏ thiệt các bạn ơi. Ôi. Vãi nồi thiệt. Ôi, bây giờ mình đi ra ngoài mình nhìn cái thế giới của mình nhìn y hệt như là mình đang ở trong một thế giới khổng lồ nha các bạn ơi. Các bạn chế tạo nó to đùng luôn nè. Cái rương nó cũng to đùng luôn nè. Rồi cái lò nướng cũng to đùng luôn. Mình thấy được củi bên trong luôn nè. Ui. Ui cả thế giới. Cả thế giới đều to lên. Mình cảm giác như mình nhỏ đến nỗi mà cọng cỏ nó còn to hơn mình nữa các bạn. Các bạn coi nè. Mình còn nhỏ hơn cọng cỏ đó nè. Ui. Xịn nha. Ui tính ra cái này thôi. Cái này xịn phết. Ui. Đây là quả bí ngô này. Còn đây là quả dưa hấu này. Là mình nhỏ hơn bọn nó luôn á. Bọn nó còn to hơn mình nè. Để mình đi vô trong cái ruộng thôi coi. Mình mà trốn vô cái ruộng là không ai thấy mình luôn các bạn ơi. Các bạn coi nè. Mình mà trốn vô cái ruộng là sẽ không ai thấy mình luôn á. Thôi. Không ai thấy được mình luôn á trời. Ui. Ui. Vãi nồi. Các bạn coi mình nè. Bé xíu luôn. Ui. Tôi thời luôn á. Lần đầu tiên tôi mới thấy được nó nhỏ cỡ đó luôn á. Bình thường á, nếu các bạn ăn cái bánh tổ á thì các bạn chỉ nhỏ có chút xíu thôi. Còn cái này á là nó nhỏ mà nó nhỏ y hệt hạt đậu luôn. Nó nhỏ bé tí tẹo luôn. Trời ơi trời. Rồi mình nhỏ thế này mình có đi thu hoạch táo được không ta? Có phải tới không đây? Có phải tới cái cây táo không đây trời? Ok, từ để xem coi. Ơi tới. Mình hái táo được, hái táo được. Ôi. Bữa vãi đồi trời. Vãi đồi thật. Ôi, nè vẫn hái được nha, vẫn có thể mà đưa cánh tay lên hái được. Đó. Trời ơi. Không biết cái quả táo nó có to bằng tôi không đây. Trời ơi, mình có cảm giác như là mình còn nhỏ hơn quả táo nữa các bạn ơi. Mấy quả táo này nhiều khi mà nó còn to hơn mình nữa đấy. Ui, xịn thật sự. Nhìn nó kìa. Vãi nồi, nhìn nó bự bự thế nào bạn ơi. Nhỏ xíu luôn. Ui, có khi nào mai này là có update thêm gọi là bánh phóng to không ta? Là mình to đùng khổng lồ luôn. Biết đâu có nha. Ui, nhưng mà nhìn mình nhỏ thế này nhìn cute vậy. Ui, heo zombie, Ui, nó tấn công mình, Mày heo. Ok, mình đã giết được rồi. Ui, nhiều heo zombie thế. Ui, mình đánh không được các bạn ơi. Ui, có cái lỗ à, chui vô đây. Ai nó vô được, vãi nồi. Mà nó vô được. Ui, cái lỗ nhỏ xíu nhưng mà nó cũng vô được đó hả? Mình phải lắp cái lỗ lại. Ok.
Ui, xong rồi. Bây giờ là mình bị teo nhỏ rồi, mình ở trong một cái lỗ bé xíu thôi, mình cũng cảm giác như mình đang ở trong một cái hang to đùng mấy bạn ơi. Cảm giác như đang ở trong một cái hang bự hay là bự luôn á. Mặc dù là mình đã bị teo nhỏ rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ phải núp trong đây đỡ xíu. Zombie heo nhiều quá mình không quýnh vào nó được. Mình bị teo nhỏ, mình bị yếu 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 sức rồi, mình không quýnh lại bọn nó được. Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ phải làm cho mình một cái gọi là một cái tấm ván nhỏ nhỏ thế này để mình che lại. Cái máy cưa. Ok, máy cưa cưa đầu tụi mày ra. Còn không, còn không? Thôi mình tạm thời mình sống trong đây đi. Không biết mình đặt một một nửa ô hay mình có đi qua được không ta? Mình thấy mình khá là nhỏ nè, không biết có đi qua được không nha. Qua được. Ê, zombie heo, mày tính làm gì tao? Trời ơi, tao teo nhỏ rồi, mày có làm gì tao không? Chạy ra ngoài nè, zombie heo rồi, zombie heo đâu? Con heo rồi, quay con heo mập địch. Ngon lại tấn công tao nè. Ờ, bây giờ mình teo nhỏ bạn ơi, mình có thể chui được một cái lỗ nhỏ xíu luôn. Xuống đây heo, xuống đây, chui cái lỗ nè. Ôi, đánh được tao không? Mày đánh được tao không? Đâu rồi, nó đâu rồi? Chui vô được không? Chui vô được không? Không không chui vô được đúng không? Bữa vãi đâu rồi các bạn ơi. Ôi mình bị teo nhỏ, bây giờ một nửa block thôi mình cũng chui vô được luôn nha. Hello heo. Mày không chui vô được đâu, bởi vì tao bị teo nhỏ rồi, một nửa block tao còn chui vô được, còn mày làm sao mày chui được? Mày mập như heo vậy đó. Giờ để xem coi, bây giờ mình sẽ mang giường nè, mang đủ thứ qua đây để mình xây cái nhà trong đây luôn. Hợp lý rồi, ok. Chạy ra ngoài. Heo ơi, đố mày bắt được tao. Đố anh bắt được em. Đố anh heo bắt được em. Đố anh bắt được em, dí em đi anh heo ơi. Ôi con gà đó kìa. Ui. Con gà. Ui. Chạy. Vô nhà. Đóng cửa lại. Đố anh heo bắt được em. Ok, giờ mình sẽ mang cái giường nè. Mang cái giường qua đó. Rồi, mang theo một cái rương nữa. Mình sẽ lấy cái rương gỗ này đi. Đem qua đó luôn. Mang theo một ít gỗ nữa. Đi thôi, let's go. Bây giờ ta đã bị teo nhỏ rồi, ta có thể đi khắp nơi mà ta muốn. Con heo lại dí ta tiếp tục rồi. Ta sẽ chui cái lỗ này, đố heo bắt được em. Ôi, mình nhỏ hơn con heo luôn các bạn ơi. Vãi rồi, con heo nó to đùng luôn kìa. Mình cưỡi được nó không ta? Mình cưỡi được con heo luôn. Ôi. Vãi rồi các bạn coi nè. Bây giờ không còn thấy cái đầu mình đâu luôn. Bây giờ là không thấy cái mình đâu luôn, chỉ còn thấy có cái đầu của mình thôi. Nhìn kìa. Nhưng mà mình cưỡi được con heo bạn ơi. Nhìn y hệt như mình bị biến thành con heo vậy đó. Bừa vãi. Ok, thôi chạy. Đố anh heo bắt được em. Thôi giờ mình vô nhà, mình xây cái nhà ở trong hang nhỏ nhỏ nha. Chui đây nào. Ok, nửa lóc là có thể chui qua được rồi. Quá xịn luôn. Xây một cái nhà nhỏ nhỏ trong cái hang nhỏ bé tí tẹo này. Rồi, đặt cái giường ra. Người mình nhỏ xíu luôn bạn ơi. Đặt cái giường, không biết cái giường nó to cỡ nào đây. Cái giường nó to gấp mấy lần mình luôn các bạn ơi. Giờ mình nằm ha, bây giờ 10 thằng như mình, thậm chí là 100 thằng như mình nằm trên cái giường này cũng được nữa, chứ đừng có nói là một người. Rồi, một cái rương nữa, để cái rương kế bên giường đi. Rồi, bỏ bí ngô dưa hấu vào trong đây. Thịt heo, thịt gà các kiểu nè. Đuốc gỗ. Ui, xịn vãi. Bây giờ bị teo nhỏ rồi. Bây giờ mình đã có được một căn nhà nhỏ xíu. À! Ôi, con heo. Quỷ heo này sao nó cam mình hoài ta? Tao sẽ đưa mày ra ngoài xa, sao tao giết mày heo. Hay mày hả heo? Ok, mình giết cái chết con heo rồi. Nói chung là trong đây là đồ đối với mình là khổng lồ hết, chỉ có một mình là tí hon thôi. Và cái nhà này mình thích nhất ở chỗ là mặc dù nó rất là bé, nhưng mà khi mà mình bị teo nhỏ thì trong đấy nó biến thành một cái hang cực kỳ bự luôn. Giờ mình có thể đi ra đi vô thoải mái ở đây đó. Xịn vãi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình không biết mình phải chào mấy bạn bằng cách nào ấy, tại các bạn sẽ không thấy được mình. Nhìn bữa vậy. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và hôm nay chúng ta đã làm được gì nào? Chúng ta đã giết được một con quái và chúng ta có được cái bánh teo nhỏ. Ê, nhưng bây giờ làm sao để mình biến lớn lại đây? Chết rồi, bây giờ bị teo nhỏ như thế này luôn, làm sao biến lớn lại được ta? Các bạn ơi, các bạn có biết cách nào để biến lớn lại không? Bạn nào biết hãy bình luận cho mình biết nha, chứ giờ mình không biết cách nào để biến lớn lại hết. Nhưng mà mình thấy nhỏ nhỏ thì cũng thú vị phết. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và anh em cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Team Hero đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero đó nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Và mình hy vọng rằng ở trong những tập sau mình sẽ kiếm được một cái bánh nào đó giúp cho mình to khổng lồ lên đó, để mình có tiếp tục có clip cho các bạn xem. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Yêu anh em phải nói. Bye bye.